Xin chào tất cả các em học sinh lớp 2 thân yêu. Cô trò mình lại gặp nhau rồi. Hôm nay cô mang tới cho các em bài giảng môn toán. Các em đã sẵn sàng chưa? Nào, chúng ta cùng bắt đầu vào bài học. Trước khi vào bài học, chúng ta cùng nhau khởi động nhé. Ở phần này, chúng mình cùng tham gia trò chơi bảo vệ khu phố. Khu phố nơi hai bạn nhỏ này sinh sống đang bị virus xâm nhập. Hai bạn nhỏ muốn nói với các con rằng: các bạn ơi, thành phố của chúng mình đang bị nhiễm những con virus đe dọa. Các bạn hãy trả lời đúng các câu hỏi mà virus đưa ra để chúng trở về hành tinh của chúng nhé. Các con có sẵn sàng giúp đỡ không? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Cùng đi thôi nào. Các con hãy quan sát xem có tất cả bao nhiêu con virus. À, có 4 con virus tất cả. Chúng mình cùng tiêu diệt con virus đầu tiên trước nhé. Con virus đầu tiên với câu hỏi 1 yêu cầu tính nhẩm với hai phép tính 11-3, 11-7. Các con nhanh tay thực hiện phép tính này nào. Các con đã xong chưa? Cùng cô kiểm tra đáp án nhé. 11-3 bằng 8, 11-7 bằng 4. Các con đã làm đúng hết rồi chứ? Tiếp theo, cô sẽ giúp các con mở con virus số 2, tiêu diệt con virus số 2 nhé. Con virus số 2 tiếp tục với yêu cầu tính nhẩm với hai phép tính 12-3, 12-6. Các phép tính này các con đã học rồi đúng không? Nào, nhanh tay thực hiện thôi. Một số bạn đã làm xong rồi đấy. Chúng mình cùng kiểm tra đáp án. Cô xin chúc mừng những bạn đã thực hiện đúng nhé. Như vậy con virus số 2 đã tiêu diệt được rồi. Tiếp tục sẽ là con virus số 3. Tính nhẩm 11-7 bằng 12-9 bằng. Đây là kết quả mà của một bạn vừa gửi về cho cô. Đây là kết quả đúng rồi. Như vậy con virus số 3 đã được tiêu diệt. Con virus cuối cùng, con virus số 4. Điền vào chỗ chấm 11-... bằng 10, 12-... bằng 10. Bạn nào biết làm bài này? À, có một bạn đã nhanh tay gửi bài cho cô. Các con cùng xem bài làm của bạn nhé. 11-1 bằng 10, 12-2 bằng 10. Đây là đáp án đúng rồi đấy các con ơi. Như vậy, chúng ta đã chiến thắng được các con virus, bảo vệ được khu phố này rồi. Các bạn nhỏ và người dân nơi đây gửi lời cảm ơn các con đấy. Và bây giờ, các con hãy gửi lời chào tạm biệt các bạn nhỏ này để chúng mình cùng quay trở lại bài học. Như vậy, ở phần khởi động, các con đã được ôn tập lại cách để 11 trừ đi một số và 12 trừ đi một số. Và bài ngày hôm nay cô mang tới cho các con bài 13 trừ đi một số. Phần 1 cùng học. Các con hãy quan sát bức tranh trên màn hình. Cô có bài toán liên quan đến bức tranh này như sau. Lúc đầu có 13 quả trứng, 5 quả đã nở, còn lại bao nhiêu quả trứng chưa nở? Để biết còn lại bao nhiêu quả trứng chưa nở, ta làm thế nào? À đúng rồi, ta lấy 13 là số quả trứng lúc đầu có, trừ 5 quả đã nở. Và ta có phép tính 13 trừ 5 bằng. Các con hãy suy nghĩ xem có bao nhiêu cách tính để tìm ra kết quả. Các con hãy trình bày cách tính của mình ra vở nhé. Sau đây,
cô sẽ hướng dẫn cho các con cách tính, cách 1 đếm bớt. Cô có 13 số, lần lượt là các số từ 1 cho tới 13. 13 trừ 5 tức là đếm bớt đi 5. Cô sẽ đếm bắt đầu từ 13 đếm ngược trở lại. 13, 12, 11, 10, 9. Như vậy, cô đã đếm bớt đi 5. Còn lại 8. Vậy 13 trừ 5 bằng 8. Đó là cách đếm bớt. Với phép tính 13 trừ 5, cô có cách thứ hai là cách đếm thêm. Cô có các số lần lượt 1, 2, 3, 4, 5. 5 số này cô sẽ đếm thêm cho tới 13. Cô bắt đầu đếm 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Như vậy, cô đã đếm thêm tất cả là 8. Vậy, 13 trừ 5 bằng 8. Cách 3 tính. Với phép tính 13 trừ 5, để tìm ra kết quả, cô sử dụng cách tính như sau. Cô có 13 khối lập phương. Cô tách ra 8 khối lập phương và 5 khối lập phương. 13 trừ 5 tức là bớt đi 5. Cô bớt đi 5 khối lập phương. Còn 8 khối lập phương. Vậy 13 trừ 5 bằng 8. Cô có cách tính khác. Cô có 13 khối lập phương. Cô cũng tách ra 8 khối lập phương và 5 khối lập phương. Sau đó cô tiếp tục tách 5 khối lập phương này ra gồm 2 và 3. Cô bớt đi 3 khối lập phương. Như vậy cô sẽ còn 10 khối lập phương. Sau đó cô bớt tiếp 2 khối lập phương. Cô còn 8 khối lập phương. Vậy 13 trừ 5 bằng 8. 13 trừ 5 cô tách 5 gồm 3 và 2. Cô tách số 3 ở số sau để làm gì? À, để 13 trừ 3 bằng 10. Bước này gọi là bước trừ để được 10. Sau đó lấy 10 trừ 2 bằng 8. Tức là sau khi trừ để được 10 rồi trừ số còn lại. Vậy 13 trừ 5 bằng 8. Vậy bạn nào cho cô biết muốn tính 13 trừ đi một số ta làm như thế nào? Cách thuận tiện nhất là chúng ta trừ để được 10 rồi trừ số còn lại. Vậy 13 trừ mấy để được 10? À, 13 trừ 3 để được 10. Để khắc sâu hơn kiến thức này, chúng ta cùng vào phần tiếp theo. 2. Luyện tập. Bài 1. Tính. Các con hãy vận dụng kiến thức mình vừa học để thực hiện 4 câu A, B, C, D theo yêu cầu. Các con đã làm xong chưa? Cùng theo dõi lên màn hình để nghe cô hướng dẫn chữa bài nhé. Với câu A, 13 trừ 3 trừ 1, kết quả là 9. Câu B, 13 trừ 3 trừ 5 bằng 5. 13 trừ 3 trừ 4 bằng 6. Câu D, 13 trừ 3 trừ 6 bằng 4. Cô tuyên dương những bạn làm đúng, còn những bạn nào chưa đúng thì cần cố gắng hơn nhé. Bài 2. Tính nhẩm. Trong bài gồm có 6 phép tính. Trước khi làm, các con hãy chú ý theo dõi, nghe cô hướng dẫn phép tính đầu tiên.
13 trừ 5. Đầu tiên, cô tách 5 ra gồm 3 và 2. Sau đó, lấy 13 trừ 3 được 10. Rồi, lấy 10 trừ 2 bằng 8. Như vậy, 13 trừ 5 bằng 8. Các con hãy làm tương tự những phép tính còn lại vào vở nhé. Các con đã làm xong chưa? Bạn nào xong rồi thì cùng cô sửa bài. Phép tính tiếp theo, 13 trừ 8 bằng 5, 13 trừ 4 bằng 9, 13 trừ 7 bằng 6, 13 trừ 6 bằng 7, 13 trừ 9 bằng 4. Cô dành lời khen cho những bạn có kết quả giống cô nhé. Bài 3, mỗi con vật che số nào? Để làm tốt bài này, các con hãy chú ý theo dõi, nghe cô hướng dẫn mẫu. Quan sát lên màn hình, các con thấy cô có một hình tròn. Bên trong hình tròn có các số 4, 6 và 7. Bên ngoài hình tròn là 3 dấu chấm hỏi. Nhiệm vụ của các con là sẽ tìm phép tính phù hợp, có thể là phép tính cộng hoặc phép tính trừ, sau đó điền kết quả thay thế vào các dấu chấm hỏi. Cô ví dụ, đầu tiên với 4 và 6 cô sử dụng phép tính cộng. 4 cộng 6 cho ta kết quả là 10. Tương tự như vậy, lấy 4 cộng 7 bằng 11, 7 cộng 6 bằng 13. Các con thấy mỗi số bên ngoài hình tròn trừ 1 trong hai số gần nó sẽ được số còn lại. Ví dụ, cô che một số, các con nhẩm 11 trừ 4 bằng, à đúng rồi, 11 trừ 4 bằng 7. Tương tự với cách làm này, các con làm hai bài còn lại. Các con đã làm xong chưa? Làm xong rồi thì cùng đối chiếu đáp án với cô nhé. Cô tuyên dương những bạn nào đã thực hiện đúng phép tính, còn những bạn chưa làm đúng thì cần cố gắng hơn. Các con vừa học xong bài 13 trừ đi một số. Bây giờ cô sẽ cho các con chơi trò chơi trong phần 3 củng cố. Trò chơi mang tên viên kẹo bí mật. Trên màn hình cô có 4 viên kẹo. Chúng ta hãy mở từng viên kẹo và trả lời câu hỏi của viên kẹo đó nha. Cô chọn viên kẹo số 1. Nêu cách trừ 10 trong phạm vi 20. Đầu tiên, chúng ta trừ để được 10 rồi trừ số còn lại. Tín hiệu cho thấy đây là câu trả lời đúng rồi. Viên kẹo số 2. Nêu cách tính 12 trừ đi một số. Trừ 2 để được 10 rồi trừ số còn lại. Tục là một câu trả lời đúng. Viên kẹo số 3. Nêu cách tính 11 trừ đi một số. Trừ 1 để được 10 rồi trừ số còn lại. Đúng rồi. Viên kẹo số 4. Nêu cách tính 13 trừ đi một số. Trừ 3 để được 10 rồi trừ số còn lại. Như vậy tất cả các câu trả lời đều đúng rồi phải không? Phần củng cố đã khép lại bài học ngày hôm nay rồi. Cô chúc các em làm bài thật tốt. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.